Vâng, và bây giờ bốn đầu bếp của chúng ta cũng đã chuẩn bị xong bốn món đồ ăn. Và nhiệm vụ của bạn bây giờ á là sẽ chọn ra đúng cái món đồ ăn mà bạn đã ăn thường ngày ở đây. Chọn ra vị đầu bếp nào mà lúc đầu bạn chưa chọn của nhà hàng. Rất là đơn giản đúng không? Mình là khách quen mà. Rồi bây giờ giúp tôi đi, giúp tôi mở hai cái nắp này ra coi. Rồi, để đây. Giống nhau đấy chứ nhỉ? Dĩ nhiên là phải giống rồi. Chủ yếu là để đánh lừa khách mời mà đúng không? Rồi, bây giờ á, đầu tiên Huy sẽ cho Giang quan sát. Giang quan sát xem cái đĩa mì nào nó giống với cái đĩa mì mà Giang hay ăn nhất. Thực ra là các đĩa thì đều giống đấy. Nhưng mà giống nhất thì là hai đĩa này. B và gì đây? Đĩa C. C. B và C đúng không? B và C giống nhất. Tại sao Giang nhận biết ở điểm nào? Tại vì là cái màu sẽ mì. Màu nó vàng tới và nó có hơi cái màu nghệ. Và đặc biệt là cái sợi mì nó đang thấy là nó dài và trông nó có vẻ mềm. À còn cái này nó vụn quá đúng không? Cái này nó vụn quá. Cái này hơi vụn và cái màu nó hơi bị đen. Đen quá đúng không? Rồi. Nhưng biết đâu được đúng không? Có thể đầu bếp đánh lừa. Hơi đánh lừa một tí nhưng vị thì nguyên sao? Khách mời của chúng ta chắc là theo dõi chương trình kỹ lắm nè. Biết về chương trình gài nữa. Rồi có muốn hỏi các vị đầu bếp ở đây một ý gì không để dễ dàng nhận biết không? Tức là đây là của chị đúng không chị? Không, chúng ta không biết hỏi thẳng như vậy. Thế có là thể là vì là đứng nó đào lên gì chứ không phải đây. Đúng rồi, đây. không phải các vị trí đĩa mì này không trùng khớp với các vị trí của các vị đầu bếp ở đây đứng. Thế à? Chưa. Rồi, không để cho Giang phải chờ lâu nữa thì bây giờ mình sẽ nếm thử đi. Ha, rồi để dễ dàng nhận biết. Rồi coi như là vòng 2 đi. Nhưng mà ăn vào nói thật là không đủ tiêu nữa. Không bình luận. Không đặc biệt cả. Ăn một cái là mặn luôn, thì thịt vịt vẫn ngon thế. Quan trọng của món này đang nghĩ nó nằm ở mì đấy. Mời Giang. Đây nhá. Cho Huy thử một miếng vịt để Huy có thể giúp hỗ trợ cho Giang coi đường bạn ấy không cho bạn ấy đón đúng. Hay không? Nói luôn đi. Không minh mẫn. Không minh mẫn. Cái này mặn quá. Mặn quá mà hình như cái vị tiêu của nó hơi ít. Ăn một cái là mặn luôn. Rồi ăn bé ăn. Và vị hơi mặn quá. Vị mì chính của chúng ta là ăn vào nó có vị cay nồng. Còn cái này ăn vô có vị mặn của muối. Và muối và nước mắm. Mời Giang nếm thử. Có cần uống miếng nước không để cho nó trôi cái mặn nó đi à? Không, cứ ra không mặn lắm thôi. Em uống nước cho vui cho vậy. Mọi người đừng ngại nhá. Rồi tiếp theo là món B. Xin mời Giang. Món B là sợi mì trông có vẻ là nuột nà này. Tôi cũng nghi cái món này cho tôi thử cái coi nè. Không bình luận. Không có gì đặc biệt cả. Thử luôn món này đi. Không có gì đặc biệt. Rồi cho qua luôn. Hai món đầu tiên là cho qua rồi đó. Rồi tiếp tục là món C của chúng ta. Thực ra món này thịt vịt thì có vẻ là cũng mềm. Mềm. Nhưng mà ăn vào nói thật là không mùi tiêu luôn. Không có mùi tiêu đúng không? Không mùi thấy luôn. Và sợi mì có cảm giác hơi bị béo quá. Ủa mì thì nó cũng giống sợi nào cũng giống sợi đó mà sao béo? Nó bị ngậy hơn cái sợi. Tức là nó béo, nó nhiều dầu mỡ đúng không? Đúng. Rồi, ba dĩa, một đĩa thì mặn quá, một đĩa thì không thèm bình luận, còn một đĩa thì hơi béo. Rồi, còn đĩa cuối cùng. Đĩa này xem... dễ là ở đây này. Dạ, đĩa này dễ của nhà hàng này. Nào xong rồi để... ăn thử để mới biết được chứ gì nó mà nó mò. Hơi nhiều nấm nhỉ. Hơi nhiều nấm rồi. Vịt đây. Vịt đây này, vịt ơi. Có nhìn có quan sát thêm đĩa nào nhiều vịt, đĩa nào ít vịt không? Thôi gật đầu rồi, có vẻ là kết rồi, kết cái đĩa D rồi đó. Thực ra á, nghĩ là như này này. Và nếu như là ai là khách hàng thân quen của nhà hàng thì thực ra không khó để phân biệt đâu. Tại vì nó có những cái hương vị rất là đặc trưng. Và nó sẽ khác hẳn luôn. Khác hẳn luôn. Mọi người trông thì có vẻ là giống nhưng mà thực ra là nó có những cái rất là khác. Vị khác. Ngoài vị tiêu ra thì cái độ mà vừa ăn và cái độ mà thư giãn khi mà mình cho vào mồm ấy. Thư giãn như cái tên đúng không? Đúng. Là nó lôi thư giãn, nó rất là khác biệt. Thật ra nói thật. Thế nên mì vừa rồi thì thịt vịt vẫn ngon thế.
Rồi. Mọi người đây đều hình như đều có khả năng chế biến vịt rất ngon. Đúng rồi, đây là đều nhưng là đầu bếp. Quan trọng của món này Giang nghĩ nó nằm ở mì đấy. Để giúp cho Giang không phải đắn đo suy nghĩ nữa thì Giang có thể hỏi các vị đầu bếp ở đây, hỏi những câu hóc búa hơn để dễ dàng nhận biết đâu là đầu bếp thiệt, đâu là đầu bếp giả. Bây giờ em hỏi nha. Ừ, hỏi đi. Anh làm đây 3 năm rồi phải không? Vậy thì không thể nào là đây là của anh được. Nếu mà là của anh thì chắc không làm được đến 3 năm đâu. Mặn quá đâu thường. Cũng mặn mà nó đen đen nào ấy. Anh hay làm ca chiều. Lúc đấy là lúc nào đấy là buồn ngủ nhất ấy. Do nhiều anh. Nên có khi nào là hơi quá tay không? Lửa. Cũng không biết được hên xui. Ờ, sao đồ bếp thì luyện kỹ không? Giờ không không. Kỹ nhá. Nghe hàng phân luyện. Ôi anh ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh lên đây cái gì? Chị hình như là con thơ là người Ấn Độ. Chị hơi thích nấu những món liên quan đến Ấn Độ đúng không? Ấn Độ là ăn rất nhiều tiêu đấy. Em hơi nghi đây là của chị. Cái này là có vị tiêu nhất này. Ừ, tôi nói rồi ha, những món ăn này chưa chắc là đã nằm đúng vị trí của cái đầu bếp đâu. Để anh có sở trường của anh là làm vịt hả? Món Trung Hoa thì cái sở trường là món Trung Hoa. Đầu bếp của chúng ta đã tiết lộ, mỗi người tiết lộ chút xíu, người thì không tiết lộ. Thôi, bây giờ mình đến với một vòng nữa là mình loại trừ đi. Thịt gà biết trong bụng chưa? Thực ra chưa? Chưa biết. Mì rất là ngon, có vị ngậy và rau cũng thơm, vịt rất mềm. Đấy là một cái loại vịt mà theo Giang là được nướng rất là hoàn hảo. Bốn dĩa thì mình khó đúng không? Bây giờ mình loại trừ hai cái đĩa nào mà mình thấy nó khó quá, nó không có giống, mình loại nó qua một bên. Rồi, nhưng nếu mà loại hai món thì Giang sẽ loại món nào? Rất xin lỗi là Giang sẽ phải loại một món trông hơi đen đen này. Đen đúng không? Hơi đen. Và sẽ loại thêm một món nữa là món ở bên này. Rồi, chúng ta đã loại món A và món D, còn lại B và C. Rồi, mời Giang nếm lại một lần nữa B và C xem là cái món nào mới đúng là cái món mà Giang nghĩ là của nhà hàng này nấu. Hai món này thực ra rất giống nhau kể về bài trí và cả vị nữa. Một cái thì không bình luận, một cái thì hơi béo một tí. Xem là cô ấy như thế nào nhé. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta có vẻ như rất là tự tin, rồi hỏi những câu rất là hóc búa cái đầu bếp của chúng tôi, rồi ăn nếm thử rất là kỹ. Nhưng mà nãy giờ vòng vo, nãy giờ cô ấy vẫn chưa đoán được cái món nào là cái món. Thực ra đang muốn câu giờ. À, đang muốn câu giờ đúng không? Chứ thực ra biết trong bụng chưa? Thực ra chưa. Chưa biết. Đấy, bạn ấy ăn nãy thôi, còn tôi ngồi tôi cứ nhìn vậy thôi đó. Ăn cái này cũng được mà. Rồi, không, cái đó để dành đi, cái đó để dành rồi đầu bếp nào nấu ra cái món này lát tôi bắt ăn hết cái đĩa mặn này luôn ha, để tôi tìm hiểu xem là ai là người nấu ra cái món đó. Sao? Sau khi loại trừ và nếm lại thì bạn đã xác định được cái đĩa nào là cái đĩa mà bạn thấy? Nói chung là đĩa này mì rất là ngon, có vị ngậy và rau cũng thơm, vịt rất mềm, ăn vào thì có vị mùi của vịt thịt này. Rồi mì thịt vịt này, nấm cũng vừa tới, mà sợi mì cũng mềm và có hơi có độ dai nữa. Thì là chọn món này đúng không? Chọn món này đúng không? Nhưng mình chọn món này. Tại sao lại như vậy? Cái món này có gì đặc biệt? Nãy bạn không bình luận, bây giờ bạn phải nói đi. Tại sao bạn lại chọn cái món này? Khi mà ăn ngay cái này thì rất là khác biệt. Thực ra cái này mỗi thứ nó sẽ nghĩ là được trong nấu ăn nấu nướng ấy. Có thứ đó chỉ chênh nhau một xíu thôi. Nhưng cái xíu đấy nó lại làm nên cái cốt lõi của cái món ăn đấy. Thứ nhất là cái sợi mì này nó rất là dài. Nhưng khi ăn thì mình không có cảm giác là bị khó ăn. Bởi vì là ăn đến đâu là sợi mì nó tan, nó đứt đến đấy. Nhưng nó vẫn có độ dai nhất định. Còn thịt vịt thì đấy là một cái loại thịt vịt mà theo Giang là được nướng rất là hoàn hảo. Tại vì Giang nghĩ là được tầm ướp khác nhau đấy. Cái này thì vừa phải không bị mặn, không có nhạt đậm đà. Mà đặc biệt là như Giang nói lúc đầu á, là vị tiêu của cái đĩa này là nó khi mình vừa động vào là nó đã lên trong mình rồi. Đấy là cái mà dễ phân biệt nhất. Rồi, sau khi bạn ấy chọn món B thì tôi cũng xin công bố kết quả cho Hương Giang Idol của chúng ta biết. Kết quả ngày hôm nay của bạn. Ê, nói nãy giờ mà nói liên tục vậy mà nếu mà sai thì chắc là nhục lắm à. Đúng rồi đó, nếu mà tôi là bạn rồi chọn sai chắc cũng nhục lắm á. Nhưng mà bạn sẽ không phải nhục đâu, tại vì bạn đã chọn chính xác rồi.
Còn một phần nữa, chúng ta đã tìm ra được món chính, món ăn quen thuộc của bạn ngày hôm nay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm xem là bốn vị đầu bếp này ai là người nấu ra cái món ăn này, được không? Được. Rồi, tìm đi. Bây giờ 3, 2, 1, tìm. Đây. Cái này đúng không? Đúng. Nếu như anh là người nấu ra cái món mì này thì anh hãy giơ tay lên. Còn nếu không thì thôi, hỏi giơ. 1, 2, 3. Rồi, chính xác luôn. Chúc mừng Hương Trang. Không biết là Giang có muốn dành những câu hỏi nào cho vị đầu bếp chính của chúng ta không? Sự thật là em đã ăn đi rất là nhiều rồi và món này là cũng là món ruột của em. Nhưng mà hôm nay mới có cái cơ duyên được gặp anh là rất là may mắn cho em đúng không? Anh có thể nào mà giới thiệu về một sơ qua về món mì sở trường của mình được không? Cái mì sở trường cái chỉ muốn nói cách xào hay à? Không, em muốn nói như cái chích để sao được thịt nó như thế nào, sợ mì như thế nào. Dịch, lấy dịch quay cắt xào. Cắt sợ trước khi cái mì em phụ là từ bên Hồng Kông nhập về. Nhập về mình phải luộc qua, chiên qua, bắt đầu mới bỏ lên chảo xào đó. Rồi bỏ lên chảo xào mà không phải mì nữa, có cà rốt, có giá, có đậu hành, có đủ nấm, có dịch sợ, rồi có tiêu đen sốt, rồi xào cho nên nó mới thơm như vị. Có phải quan trọng nhất là cái sốt tiêu đen không anh? Đúng rồi, cái sốt tiêu đen là đi đầu trước, tiếp tục là mấy cái bỏ thêm mấy cái gia vị vô. Ngày hôm nay đến với chương trình thì em mới biết được cái món ăn rất là đặc biệt này, nó rất là nhiều, nào là rau củ quả này rất là tốt và sức khỏe đúng không? Một phần là với cái cách xào, cái lửa. Đúng rồi, quan trọng lắm ạ. Cái lửa nó mạnh hay. Cái này là lửa mạnh này đúng không? Nó đen thui thừa lượng luôn. Mạnh quá thì nó đen. Cái này là lửa không đủ mạnh thì nó không đủ cái mùi thơm của nó. Dạ đúng rồi, cái này là bỏ vào hỏa diễm sơn quay này. Rất là xuất sắc. Và cũng xin chúc mừng cho Hương Giang, ngày hôm nay bạn đã chiến thắng. Bạn sẽ giành được một voucher, đó chính là một bàn ăn của nhà hàng của chúng tôi. Và bên cạnh đó thì khách mời nào khi tham gia vào chương trình cũng nhận được một kỷ niệm chương rất là quen thuộc của chương trình. Quán quen món ruột, xin trình tặng cho Giang. Đẹp quá, xin cảm ơn chương trình Quán quen món ruột và đã cho Giang có cơ hội gặp các đầu bếp. Và cũng rất cảm ơn nhà hàng đã tặng Giang voucher. Tại vì là Valentine đến rất là gần rồi, mình có thể đi ăn ở đây cùng với bạn bè được. Nói chung là sẽ gọi món mì này và các món khác nữa. Huy cũng thay mặt cho chương trình cũng chúc cho Giang có một cái Valentine sắp tới sẽ rất là vui nè, rất là hạnh phúc nè, khi mà đi diễn, trình diễn cho mọi người xem đúng không, và đi ăn cùng với bạn bè. Và các bạn ơi, nhớ là theo dõi cùng với chương trình Quán quen món ruột vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTC8 View TV các bạn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye.